Xin chào các bạn và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. Đã một thời gian rất là lâu rồi mình chưa ra video tạo kiểu tóc cho mình. Và tất nhiên là mình có lý do chính đáng. Đó là mình lười. Mùa thu đông đã tới và mình quyết định sẽ nuôi mái tóc của mình dài ra thêm một chút. Không đến mức mà dài ngang vai hoặc là nuôi tóc trong vòng một năm đâu. Mà kiểu tóc của mình đang hướng đến đó chính là kiểu tóc classic side part. Mà mình đã có làm video trước đây, các bạn có thể ấn vào đây để xem. Hoặc bên này, bên này, bên này. Nhưng mà có hai điều hoàn toàn khác ở video cũ. Đó chính là phần hai bên với phần gáy của mình đã được tỉa mỏng. Còn video cũ kia thì mình để cho hai bên với phần đằng sau mọc một cách tùm lum, xòe xòa luôn. Tiếp theo, phần ngôi của mình được chia chuẩn theo đúng hướng tóc mọc của mình. Còn video cũ kia phần ngôi của mình ra tít tận bên này cơ. Thế nên trong nhiều hoạt động cái phần tóc đó nó có xu hướng đổ sang bên này. Tại vì mình chia nhầm ngôi mà. Thế nên nhìn mình lúc đó cực kỳ xấu. Sản phẩm mà mình sử dụng đó chính là của Odao Made Paste. Và cảm ơn Tony Barber House đã tài trợ cho video này. Mình biết là con Odao Made Paste này đã có mặt trên thị trường từ rất lâu rồi. Nhưng mà phải đến bây giờ mình mới được trên tay em nó. Lâu lắm rồi thì mình mới mua sáp. Thế nên mình chỉ có đúng hai loại. Đó chính là một loại clay và một loại pomade. Mà các bạn đã quá quen thuộc trên channel của mình rồi. Mình dùng hai con đấy cũng phải được 2-3 năm rồi. Nắm bắt được tâm lý, biết được sự thiếu sót của mình, Tony Barber House đã ngỏ lời muốn cung cấp sản phẩm tạo kiểu tóc cho mình để mình có thể làm video cho các bạn xem. Và ấn tượng đầu tiên của mình về con Odao Made Paste này đó chính là nó quá thơm các bạn ạ. Nó thơm vãi chưởng, nó thơm từ ngoài hộp cho đến cả bên trong. Mùi hương citrus kết hợp với gỗ cây đỗ tùng, cây tuyết tùng, pha một ít bạc hà có tính the mát. 2-3 năm rồi mình chưa mua sáp. Mặc dù chưa dùng em nó, nhưng mà ngửi mùi thôi mình đã có thiện cảm với em này luôn rồi. 10/10, như kiểu mình có một ngày mệt mỏi, căng thẳng, nhưng mà chỉ cần ngửi em này thôi là lại cảm thấy yêu đời ngay. Được đựng trong một hũ thủy tinh lùn, nền đen kết hợp với tông vàng cho tên của sản phẩm. Sự sang trọng không kém phần bí ẩn của nhà Odao. What the hell? What the hell? Tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ Odao Made Paste là dành cho người ăn chay, còn Ruzo là dành cho người ăn thịt? Tại sao lại phải chia ra như vậy? Why? Odao Made Paste có chất sáp màu trắng đục, mềm, mịn, dễ lấy, móc ra để xoa ra tay vô cùng là dễ dàng. Mà khoan, gì dễ trời? What the hell? What the hell? Chẳng nhẽ Odao Made Paste làm ra để tượng trưng cho cánh đàn ông? Đó là chúng tôi, bên ngoài thì có vẻ đen tối, bí hiểm, nhưng mà lại trong trắng, tinh khiết ở bên trong. Đấy là phần xoa ra tay. Còn khi mà vuốt lên tóc, còn vuốt lên tóc thì lần đầu tiên mình thử thì ôi thôi mẹ ơi, nó rít vãi cả chưởng. Xong rồi mình đứt hết tóc luôn ấy. Nhưng mà lại không sao, ngu một lần thôi, lần tiếp theo là mình phải thông minh ngay. Đó là mình đã sử dụng ngay lọ dầu dưỡng để làm pre-style. Thank you.
Và sau khi sấy tóc xong thì mình mới dùng Odal's Matte Paste. Lúc này độ dít đã giảm xuống và nó cho độ bóng mờ đúng như trên bao bì sản phẩm và có một độ giữ nếp mạnh. Và mình chờ đợi khoảng 10-15 phút để sáp làm cái nhiệm vụ của nó. Và khi mình lùa tay vào tóc thì mình cảm thấy vô cùng là tuyệt vời, không còn gì phải chê. Tùy từng loại tóc mà thời gian giữ nếp của nó sẽ khác nhau. Khi tóc mình mà sập thì mình vuốt cái nó lại lên form luôn, không có vấn đề gì cả. Tạo kiểu lại sau khi đội mũ bảo hiểm thì không thành vấn đề, vô cùng là dễ dàng. Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới để cho mình biết nhá. Và mình đang trải nghiệm thử mọi loại kiểu tóc khác nhau để xem mình phù hợp với kiểu nào nhất. Con người cũng phải tiến lên đúng không? Không thể nào mà để mãi một kiểu tóc được. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn đồng tình với mình. Và cảm ơn Tony Barber House đã tài trợ cho video này, đã gửi cho em sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Em đã không chơi sáp khá là lâu rồi, nhưng mà sau khi trải nghiệm con này thì em đã bắt đầu hứng thú trở lại rồi đấy. Và các bạn hãy bấm ngay vào đường link phía dưới để các bạn có thể tìm được sản phẩm tặng kiểu tóc ưng ý nhất nhá. Sắp đến ngày 11 tháng 11 rồi, nhớ đâu các bạn lại săn được những cái deal vô cùng hời thì sao. Vậy nên hãy bấm ngay vào đường link Shopee của Tony Barber House. Mình là Tuấn Đạt và xin gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.